Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 2 tháng 8. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư ngày 3 tháng 8 rồi và bây giờ là khoảng 7 giờ 30 phút tối. Và hôm nay đó là một ngày tuy các bạn nhìn vào giá cả của crypto đó các bạn sẽ không thấy được cái sự dao động mạnh so với ngày hôm qua. Nhưng mà hôm nay là một ngày mà cũng có rất là nhiều những cái thông tin nổi bật và quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta trước hết á, hãy dành thời gian để mà nói về tình hình chung của thị trường tài chính đi tại vì nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng quát hơn rồi sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về thị trường crypto thì đầu tiên hết á, chúng ta cũng đã thấy được là những chỉ số lớn ngày hôm nay như là chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó đều là màu đỏ và đặc biệt đó là các bạn thấy một hiện tượng ngược lại đã xảy ra và hôm nay đó hầu như họ đã lại ngược lại với một số những cái tư tưởng thông thường tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn một lát nữa nhưng mà trước hết đó chúng ta đã thấy được là bình thường chỉ số Nasdaq đó là chỉ số chuyên về những công ty công nghệ đó thì có cái phần trăm âm nó sẽ đậm hơn những cái chỉ số như là S&P 500 và Dow Jones nhưng mà hôm nay đã ngược lại hôm nay chúng ta thì rồi chỉ số xuống nhiều nhất đó là chỉ số Dow Jones xuống 1,23%, chỉ số S&P 500 xuống 0,67% và chỉ số Nasdaq đó thì xuống 0,16%, coi như là cũng giống như là ngày hôm qua mà thôi. Hai chỉ số kia xuống nhiều hơn. Còn về pre-market hiện tại đó thì chúng ta thấy được là không có cái sự di chuyển nhiều. À, cả ba chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đó hầu như cũng không có gì gọi là đặc biệt hết. À, có lên một chút, có xuống một chút mà thôi Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình lên 0.1 hay là xuống 0.1 mà thôi Chúng ta nhìn vào Dầu hôm nay đó thì hợp đồng dầu ở mức là 94 đô và 42 cent thì vẫn tiếp tục dưới 100 đô. Đó là điều chúng ta muốn thấy. Còn về vàng thì sao? Vàng hợp đồng bây giờ đó ở mức là 1781 đô trên mà ounce vàng thì hôm nay xuống một chút xuống 0.4%. Còn crypto thì sao? Crypto thì các bạn thấy được là so với ngày hôm qua đó không có sự khác biệt nhiều khi mà chúng ta nhìn vào con giá đó các bạn thấy được là chủ yếu BTC thì uh, giống như ngày hôm qua mà thôi 22.800 đô Ethereum thì cũng tương tự 1.600 đô không có cái sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua Chúng ta có những đồng khác như là BNB thì uh, tăng 1.1% XRP thì xuống 2.3% Nói chung cũng không giờ là nó quá nơi bật khi chúng ta nhìn vào những đồng lớn Đồng mà xuống nhiều nhất ngày hôm nay đó là TIDA uh, xuống 9.9% cũng không ai nhiều lắm Và Julie xuống 9.4% còn tăng nhiều nhất đó là chúng ta có CEO Kronos à, là tăng 14.7% và Ethereum Classic là 11.9% cũng giống như là Lido Down Kronos. À, là một đồng mà cũng đã tăng 31% trong vòng 7 ngày qua à, Thì đây là một đồng mà Thùng vẫn còn lưu trữ Tại vì Thùng đang còn một số tiền ở trong Crypto.com à, Thùng vẫn chưa rút ra được như bạn cũng đã biết Tại vì Thùng chờ hết hạn Cho nên cái số lượng đồng CO thì vẫn bị lock lại trong đó Nhưng mà ý định của Thùng nên là sẽ đổi hết đồng CO đó ra thành đồng Ethereum Khi mà cái số lượng đó unlock hết hạn Còn về team Classic đó thì uh, tăng 48% thì một trong những cái câu chuyện gần đây chúng ta nói tới đó là tại vì Ethereum chuẩn bị chuyển qua hệ thống Proof Stake, hệ thống chứng nhận cổ phần thì thời điểm đó nó ước tính bây giờ tháng 9 thì lúc đó, nó mọi người nghĩ là sẽ chuyển qua đào Ethereum Classic tại vì lúc đó Ethereum sẽ không còn được đào nữa thì có một số bạn để thường trở lại nói về CEO đi một số bạn cũng thường hay hỏi thường là tại sao thường không muốn lưu trữ đồng CEO nữa lý do là tại vì thường không muốn tiếp tục gửi tiền trên những cái ứng dụng như là crypto.com À, tại vì cảm thấy là cái sự nguy hiểm bây giờ nó cũng khá là cao sau khi những sự kiện như là Celsius à, hay là Voyager cho nên Thuận muốn an toàn hơn cho nên sau khi đáo hạn thì sẽ lấy hết cái số tiền này về cái ví cá nhân của mình nhưng mà Thuận muốn trở lại để mà chia sẻ về tình hình chung của thị trường tài chính đi thì trước cái hôm nay đây chúng ta có những cái thông tin như thế nào thông tin đầu tiên chúng ta nhận được đó chính là lời phát biểu đến từ Fed thì chúng ta đã biết là tuần vừa rồi là một tuần đầy sôi động chúng ta có cái thông tin liên quan đến GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ. Chúng ta có thông tin đến từ Fed tăng lãi suất à, và sau đó, đó thì đã có nhiều cái sự suy nghĩ khác nhau về những cái tháng ngày tới đây đó từ đến cuối năm thì Fed sẽ có những động thái như thế nào? Nhiều người nghĩ là sẽ tăng mạnh hơn, nhiều người nghĩ là sẽ không tăng nữa. Thì hôm nay chúng ta đang nhận được lời phát biểu đến từ hai người, hai người này đến từ Fed. Thứ nhất đó là chúng ta có chủ tịch của Fed ở San Francisco là Mary Daly. Thì Mary nói gì? Mary đã nói là chúng ta đừng nên nghĩ là Fed sẽ không tăng nữa tại vì việc làm của Fed vẫn chưa có chấm dứt đâu. Bây giờ lạm phát vẫn còn cao cho nên không có lý do gì nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất hết. Và có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta còn ba cuộc họp nữa, cuộc họp kế tiếp của Fed là tháng 9, tháng này không có cuộc họp nào của Fed hết. Tháng 9 chúng ta sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa dựa theo lời nói này của Mary Daly. À, và kế đó là tháng 11 và tháng 12 ba đợt này đó là chúng ta hoàn toàn có thể thấy fed tiếp tục tăng nhưng mà câu hỏi kế tiếp đó là cái đợt tháng chín thì khả năng là fed sẽ tăng bao nhiêu thì ngay thời điểm bây giờ đó chúng ta có thể nhìn thấy được là một người khác nữa cũng của fed À, đã lên tiếng nói là khả năng là chúng ta có thể uh, thấy hợp lý đó là tăng thêm 0.5% nhưng mà cũng có thể là tăng 0.75, nói chung là khả năng 0.75 vẫn còn nhưng mà hợp lý hơn bây giờ là khoảng 0.5 có nghĩa là thấp hơn so với cái đợt tăng của tuần rồi. Các bạn cũng uh, đã biết đó là beta tăng lãi suất tổng cộng là 4 lần rồi. Cái phần trăm lãi suất của Fed ấy, hiện bây giờ là xoay quanh mức khoảng chừng 2.25 đến 2.5. Đương nhiên thường đã chia sẻ với các bạn là cái phần trăm lãi suất này là lãi suất của Fed uh, cho những ngân hàng vay thường là ngắn hạn qua đêm, đó gọi là Fed fund rate. Còn cái phần trăm các bạn vay để mà mua nhà mua xe nó sẽ cao hơn rất là nhiều Nhưng mà ít nhiều gì cái phần trăm này sẽ có ảnh hưởng gián tiếp Và câu hỏi là tại sao Fed lại phải tăng lãi suất liên tục như vậy Thì đương nhiên là để đối phó với lại cái phần trăm lạm phát rồi Bây giờ là 9.1% cao nhất kể từ năm 1981 Thì Fed tăng lãi suất có thật sự là quản lý lạm phát hay là không Thì chúng ta sẽ biết sớm mà thôi Thường nghĩ trong vòng từ đây đến cuối năm chúng ta sẽ biết Và theo thuận thì chúng ta có thể đã thấy là lạm phát đó đã chậm lại rồi có còn tăng nữa hay không thì đương nhiên có thể tăng thêm một chút nữa hay là từ đây à, từ từ đi ngang và có cái dấu hiệu suy giảm thùng thì có lòng tin là chúng ta đã nhìn thấy những ngày tháng lạm phát tăng cao à, đã ở sau lưng chúng ta đó là cái suy nghĩ cá nhân của thùng mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới hai cái yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát CPI ở Hoa Kỳ đó chính là liên quan thứ nhất là giá xăng thứ hai đây chính là liên quan à thực phẩm thì ít ra đối với lại cái giá xăng dầu đó chúng ta cũng đã thấy cái sự suy giảm trong một tháng qua chúng ta sẽ thấy chỉ số CPI tháng này trong vòng vài tuần nữa và hy vọng là, là chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu suy giảm và bây giờ hiện tại đó thì hợp đồng tương lai nghĩ ra sao là Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm trong cái đợt tăng tháng 9 này thì chúng ta nhìn thấy trên màn hình á hiện bây giờ cái cột bên tay trái là 63.5% phần trăm là đang nghiêng về là Fed tăng 0.5% 36.5% cái cột bên tay phải đó là nghiêng về Fed sẽ tăng là 0.75% Đương nhiên cuộc họp kế tiếp của Fed là sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 Các bạn thấy được là tí gần như là hai tháng nữa thì mới diễn ra Cho nên từ đến đó đó con số này sẽ thay đổi liên tục Chúng ta bây giờ biết để nắm bắt một số thông tin căn bản mà thôi Khi mà đến gần cái ngày đó đó chúng ta sẽ nhìn lại coi cái chỉ số này nó thay đổi như thế nào tại vì các bạn hãy nhớ là nhiều lần trước đây đó nó thay đổi một hai ngày trước khi mà phát ra thông tin tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Nhưng mà ngoài cho thông tin liên quan tới Fed ra đó thì chúng ta còn thông tin nào nữa Chúng ta cũng có thể thấy được là mặc dù là chúng ta nhận được nhiều thông tin liên quan đến nơi này là sa thải nhân viên à, nền kinh tế chậm lại chúng ta nghe nói tới rất nhiều những cái câu nói tương tự đến từ nhiều những cái CEO khác nhau là nền kinh tế chậm lại họ không có lạc quan lắm trong những ngày tháng tới đây nhưng mà hôm nay chúng ta đã nhận được một số những cái thông báo liên quan đến thu nhập đó Và một điều thú vị là những cái thu nhập liên quan đến tiêu xài của người dân đó Thì lại có cái tiến triển tốt hơn Và cũng có một thông tin khác nữa cho thấy đó là mặc dù Nhiều người nghĩ là suy thoái tài chính chúng ta đã ở trong cái tình trạng đó rồi Nhưng mà ngược lại đó chúng ta lại thấy là thống kê Trong năm nay thôi, những cái mall đó, những cái siêu thị đã có tổng cộng là 4.000 432 cửa tiệm mở cửa, trong khi chỉ có 1954 cửa tiệm đóng cửa mà thôi. Có nghĩa là dựa theo concise research ấy, thì họ nói là trong năm nay chúng ta đã có thêm 2478 cửa tiệm mở cửa. Có nghĩa là người tiêu dùng đó thì họ vẫn tiếp tục đi uh, siêu thị để mà mua sắm. Và chúng ta nhìn vào một số những cái âm uh, thống kê đến thì công ty ngày hôm nay đó thì thông báo quý 2 ra sao thì trước hết á, chúng ta hãy nói về công ty Robin đi Công ty Robin Hood hôm nay đã ra cái thông báo là họ sa thải thêm khoảng chừng là 23% nhân viên à, của công ty Robin Hood đi đây là một cái sang mà cho các bạn có thể là giao dịch chứng khoán cũng như là giao dịch crypto à, và họ đã không có một quý 2 như ý muốn và đây là cái đợt thứ nhì mà họ sa thải nhân viên. Lần đầu tiên đó, chúng ta nghe nói tới công ty Robin Hood sa thải nhân viên đó là tháng 4 cách đây khoảng chừng 4 tháng họ sa thải 9% nhân viên rồi sau đó họ lại sa thải thêm 23% nhân viên ngày hôm nay nữa đó là thông tin chúng ta nhận được và đây là một trong những công ty mà cũng được sàn FTX đầu tư các bạn cũng đã nhớ rồi là một công ty mà cũng rất là nổi tiếng à, nhưng mà sau khi mà đại dịch thì họ nói là cái số lượng người trade cũng như là cái số lượng tiền trên cái sàn của họ đã, đã có dấu hiệu giảm xuống và thêm vào đó chúng ta cũng nhận được thông tin là tiểu bang New York cái bộ quản lý tài chính cũng đã phạt công ty Robinhood này 30 triệu đô la. Thì lý do tại sao mà họ phạt công ty Robinhood này thì họ nói là tại vì liên quan đến những cái sơ xuất về bảo vệ rửa tiền, bảo vệ an ninh mạng cũng như là bảo vệ người dùng ở trên sàn của Robinhood. Vì thông tin này đó, có nhiều bạn nghĩ là họ mới vừa bị điều tra nhưng mà không phải đâu. Đây là cái sự kiện uh, liên quan đến cuộc điều tra trong cái khoảng thời gian, theo thần nhớ là tháng 1 cho đến tháng 9 của năm 2019. Bây giờ chúng ta mới có kết quả mà thôi. Uh, thì uh, bây giờ sàn Brown Hood này sẽ bị phạt 30 triệu. Con số này đối với sàn tôi nghĩ là cũng không phải là một con số lớn lắm. Nhưng mà nói chung hôm nay không phải đâu ngại tốt liên quan tới uh, Robin Hood. Cổ phiếu Robin Hood á, thật ra hôm nay đóng cửa thì lại có dấu hiệu tăng 2.1% Sau khi đóng cửa ra thì xuống 0.65% Chúng ta có thể nhìn thấy được là một công ty khác nữa mà nhiều bạn quen thuộc đó Trước đây cũng hoạt động ở Việt Nam nhưng mà không còn nữa đó chính là Uber Thì công ty Uber hôm nay đó họ đã thông báo một cái quý 2 không được tốt Tuy là họ có cái thu nhập cao hơn là ước tính 8.07 tỷ so với 739 tỷ ước tính. À, nhưng mà họ vẫn bị thua lỗ. Lý do tại sao vậy? Tại vì uh, họ nói là họ đầu tư vào một số những công ty uh, như là Agora, Grab và Tomato. Tất cả ba công ty này đã đều dẫn đến là họ bị uh, thua lỗ trên giấy tờ. Nhưng mà họ đã nói là thời điểm bây giờ đó thì uh, lại thấy được là cái sự hứng thú liên quan đến sử dụng Uber đang tăng lên. Mọi người đã đều uh, tiếp tục muốn Chi tiêu thêm tiền để mà ra ngoài mua sắm, để mà ra ngoài đi chơi Cho nên Uber đó rất là lạc quan Cho nên chúng ta thấy được là cái cổ phiếu của Uber đã tăng 18.9% ngày hôm nay trước khi mà đóng cửa Chúng ta lại nhận được thêm cái thông báo đến từ một cái công ty khác cũng liên quan đến uh, tiêu dùng và đi chơi đó chính là Airbnb Thì Airbnb đó là một trong những công ty mà các bạn uh, có thể là đăng cái nhà của mình hay là phòng của mình lên để người khác mướn đó thì công ty này cho thấy được là cái thu nhập của họ đã tăng 58% trong vòng một năm so với cái thu nhập của năm ngoái và thu nhập cái quý hai của họ cũng rất là tốt và họ đã đưa ra thông báo là họ muốn dùng 2 tỷ đô la để mà mua lại cổ phần của mình à, các bạn đã thấy được là cái con số thu nhập của họ đó thì tương đương với là ước tính nhưng mà thu nhập tính theo từng cổ phần đó thì đã cao hơn 0.56 so với 0.43 Cổ phiếu của Airbnb đó, hôm nay đóng cửa là tăng 4.6 nhưng mà sau khi đóng cửa ra đó thì xuống 8.16. Chúng ta cũng có cái thông báo liên quan đến Starbucks thì công ty Starbucks này cũng có một quý hai rất là tốt và cổ phiếu của Starbucks đó cũng không có sự thay đổi nhiều. Chúng ta thấy được là trước khi đóng cửa đó thì giảm 1.4 nhưng mà sau khi đóng cửa thì tăng 1.47. À, và chúng ta cũng có thể nói tới một công ty khác cũng có thu nhập tốt, đó chính là AMD trong cái uh, quý 2. Thì uh, công ty AMD này đó, đã báo cáo quý 2 tốt, nhưng mà cái quý 3 đó, thì họ nói là có thể là không có lạc quan như là nhiều người nghĩ. Cổ phiếu của uh, AMD đó, trước khi đóng cửa đã tăng 2.5, nhưng mà sau khi đóng cửa đó, thì xuống khoảng chừng là 7%. Và thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ là một chuyện công ty mà liên quan trực tiếp đối với crypto, đó chính là công ty MicroStrategy thì công ty MicroStrategy đã có một cái quyết định là CEO Michael sailor sẽ rời khỏi chức vụ CEO của mình để giữ chức vụ mới đó chính là chức vụ chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị thì lý do tại sao đó thì Michael Saylor nói là cái chức vụ CEO này đó sẽ nhường lại cho Phong Lê Phong Lê trước đây là giám đốc tài chính của công ty thì bây giờ sẽ giữ chức vụ là CEO điều hành công ty hàng ngày Michael sailor sẽ trở thành là chủ tịch điều hành hội đồng quản trị của công ty thì sẽ không có điều hành công ty hàng ngày sẽ có thời gian hơn để tiếp tục áp dụng hai cái chiến lược lớn của công ty thứ nhất đó là chiến lược liên quan đến là phát triển công việc làm ăn phần mềm của công ty và thứ hai đó chính là công việc thu mua thêm BTC Nói chung cũng không có gì thay đổi, Michael Saylor đã, đã giữ chức vụ là CEO đó đã từ năm 1989 rồi, lúc đó là thùng chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Thì bây giờ Michael Saylor đã trở thành Chủ tịch điều hành của hội Đồng Quản trị, thì sẽ tiếp tục thu mua thêm BTC, đó là lời phát biểu của Michael Saylor hiện tại. Nói chung cũng không phải là một cái thông tin gì gọi là quá lớn, thì chúng ta có thể nhìn vào cổ phần của Michael Strategy đó, thì chúng ta có thể thấy được là hoàn toàn là không tốt trong một thời gian dài. À, nói chung hôm nay đó, thì à, sau khi đóng cửa xuống 2.5%, cũng không phải xuống nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn à, trong thời gian là một năm qua các bạn mới có thể được đi xuống như thế nào. Từ à, thời điểm là tháng 11 đó, lúc đó giá BTC đang ở mức cao đó. Lúc đó thì cổ phiếu của MicroStrategy là 860 đô. Bây giờ chỉ còn có 271 đô mà thôi. Cũng tương tự như là chúng ta nói tới là cổ phiếu của Coinbase. À, những công ty liên quan đến crypto đó thường thường cảm thấy là không có tốt để mà lưu trữ bằng chúng ta trực tiếp lưu trữ BTC. Đó là cái ý kiến cá nhân của Thuận mà thôi. Cho nên Thuận không có lưu trữ những công ty này. Thuận chỉ thích lưu trữ BTC trực tiếp mà thôi. Và đây là thống kê chung của thị trường. Chúng ta còn một thông tin mới nữa Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nói chung đó. Thì uh, tôi như rồi ai cũng nói tới là suy thoái tài chính, suy thoái tài chính. Nhưng mà cái mà Thuận có thể chia sẻ với các bạn là suy thoái tài chính hay không. nữa Hầu như không còn là một đề tài mà nhiều người quan tâm uh, và tranh cãi nữa. Tại vì thật ra đó chúng ta nhìn lại những thông tin mà thằng vừa chia sẻ đó thì thị trường tài chính bây giờ cho chúng ta một cái dấu hiệu hỗn hợp có nghĩa là chúng ta không có rõ là có phải suy thoái hay là không suy thoái các bạn đã thấy rất rõ ràng là những cái thông báo được chia sẻ đến từ những công ty những công ty như là Uber hay là Airbnb thì đều cho thấy được là người tiêu dùng đó họ muốn ra ngoài họ muốn đi chơi họ muốn tiêu xài chúng ta cũng thấy được là rất nhiều những cửa tiệm mở trên những cái siêu thị cho nên về góc cạnh đó thì không giống suy thoái tài chính nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy là nhiều công ty đó họ cũng đã bắt đầu chậm lại việc mướn người hay là sa thải nhân viên. À, đó thì giống như suy thoái tài chính hơn. Nói chung thì chúng ta vẫn chưa có rõ được à, xu hướng của thị trường tài chính như thế nào, nhưng mà một điều rất rõ ràng là cho đến thời điểm bây giờ Fed thì vẫn tiếp tục sẽ tăng thêm lãi suất và khả năng là tăng 0.5% trong tháng 9 này. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...